Một câu hỏi nữa từ New Mexico của chị Trần Thu Trang. Yeah. Một người bạn của con trước đây là công giáo, bây giờ vẫn là công giáo nhưng không đến nhà thờ nữa. Ở Hoa Kỳ con có nhiều người bạn Mỹ xưng mình là công giáo nhưng cũng chỉ đến nhà thờ vào những dịp lễ hoặc là khi nào họ cảm thấy tâm hồn họ thoải mái thì họ đến. Lý do cho sự mờ nhạt này của họ là vì nhìn thấy và đọc những tin tức nói về những vụ bê bối của hàng giáo sĩ. Bạn con còn cho rằng nếu không đi lễ mà sống tốt lành, sống theo đúng những giáo huấn của Chúa dạy là mến Chúa và yêu người thì vẫn tốt hơn là các linh mục, tu sĩ dâng lễ, tham dự thánh lễ mỗi ngày mà sống bừa bãi, đối xử với người khác thiếu tôn trọng. Thưa cha, suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Cảm ơn chị. Câu hỏi này làm cho tôi cũng cảm thấy phải dùng cái từ gì, cũng phải tự vấn lương tâm. Khi là một tu sĩ, là một linh mục, không biết tôi có trở thành gương mù hay là trở thành sự cản trở cho anh chị em của tôi. Chắc là không phải với người này, có thể là tôi thành gương mù đối với người khác. Tôi tự vấn lương tâm của mình. Nhưng mà công tâm mà nói, khi đặt vấn đề đó thì chúng ta đừng có nhìn ở một khía cạnh. Không phải chỉ là vấn đề của giáo hội Mỹ, mà ngày hôm nay chúng ta thấy ngay cả giáo hội của Âu Châu, những nơi từng cung cấp những vị thừa sai cho khắp thế giới. Việt Nam của chúng ta được vinh dự đón nhận đức tin cũng nhờ những người từ những vị thừa sai từ Âu Châu đến. Vậy mà bây giờ thì chúng ta thấy đời sống của người tín hữu Âu Châu thế nào? Người ta vẫn cứ đùa trong đời người có 3 lần đến nhà thờ. Lần đầu tiên là bố mẹ bế đến để rửa tội ấy thì phải không ạ? Lần thứ hai là dắt nhau đến trong ngày hôn lễ. Và lần thứ ba thì người ta khiêng vào. Đấy, cái ngày gọi từ trần rồi. Cái câu đó là đùa nhưng rất thật đang xảy ra trong giáo hội Âu Châu. Có thể giáo hội Mỹ và có khi ngay cả giáo hội Việt Nam mình rồi cũng thế. Vấn đề là tại sao? Tại sao một nơi từng cung cấp các nhà thờ sai, một nơi đầy rẫy các nhà thờ, tôi nói ví dụ như ở Ba Lan, các nhà thờ san sát nhau gần hơn cả những nhà thờ hôm nay đó, hơn những nhà thờ hôm nay. Thế thì bây giờ tôi đặt vấn đề là người ta có còn đi nhà thờ không? Số Công giáo Ba Lan có thể nói lên đến 90% chứ không ít. Nhưng trong số đó thì chỉ còn 20% đến nhà thờ mà thôi. Phải chăng tất cả họ đều bị cái gương mù, gương xấu của các linh mục? Mà nếu đổ tội cho các linh mục chuyện gọi là lạm dụng tình dục thì không phải chỉ có các linh mục lạm dụng. Chúng ta làm một cái nghiên cứu xã hội học xem trong giới trường học các thầy cô có lạm dụng học trò không? Các bác sĩ, những người làm trong ngành y, lương y như từ mẫu có lạm dụng bệnh nhân mình không? Ta bình tâm để nhìn nhận vấn đề. Cho nên không phải tất cả mọi linh mục đều như thế. Và nếu chỉ vì gương xấu của một linh mục mà mình bỏ nhà thờ, thì vậy tôi sống đức tin với linh mục hay tôi sống với Chúa? Tôi đi nhà thờ vì tôi, vì đời sống tâm hồn của tôi, vì đức tin của tôi trong tương quan với Chúa hay vì linh mục? Có nhiều người đến nhà thờ thấy ông cha đó là đi ra. Thực tế có cái đó. Thế thì chúng ta nhìn lại, cái đấy nó mang tính cách cảm tính. Dĩ nhiên giáo hội phải đấm ngực, các linh mục phải đấm ngực về cung cách phục vụ của mình. Và có thể vì những gương mù gương xấu hay những lạm dụng mình gây ra cho anh chị em tín hữu, chắc chắn phải đã đấm ngực. Và có thể nói rằng ngay cả chuyện nhiều tín hữu bỏ nhà thờ có thể do chính lối sống của các mục tử, điều đó có. Nhưng chỉ đổi cho các mục tử bảo rằng vì gương mù gương xấu để mà không đến nhà thờ, cái đó không công tâm, không fair, Đúng, không con fair. đồng ý. Chị thấy không? Không fair. Nếu bây giờ bảo rằng một cái tin ông bác sĩ ông ấy lạm dụng, từ nay không bao giờ tôi đến bệnh viện nữa, thế khác nhau ạ. Tôi đến thì tôi chữa bệnh, còn ông bác sĩ chuyển vào ông. Vừa ông thầy giáo lạm dụng học sinh, không bao giờ tôi cho con tôi đi học nữa, cái đó khác ạ. Ông ấy lạm dụng thì tôi đem đi trường khác, ông ấy sẽ có nhà trường xử lý. Ông linh mục lạm dụng, giáo hội xử lý.
chúng ta thấy những ngày gần đây rất đau lòng, chúng ta nhắc lại cái chuyện chẳng vui tí nào. Yeah. À, của giáo hội Chile buồn lắm, tất cả các giáo mục đồng loạt từ chức, cũng là một cái nguyên nhân, một cái vụ bê bối, một cái vụ lạm dụng của một mục tử trong hội thánh. Ta đấm ngực và nhân đây tôi cũng muốn nói cái lời xin lỗi chính bản thân tôi và có thể những anh em của tôi. Khi nào đó về cung cách sống, cung cách phục vụ của mình làm tổn thương anh chị em. Nhưng chúng ta phải trưởng thành trong đời sống đức tin. Cho nên cái suy nghĩ như thế tôi gọi là không đúng đắn. Ngày mai ông cha Văn không đi tu nữa thì chị Thúy bỏ nhà thờ à? Phải không ạ? Ông không đi tu thì kệ ông chứ, ông về gia đình kệ ông chứ, chuyện tôi theo Chúa, chuyện của tôi. Phải không? Đúng, chính xác luôn. Cảm ơn chị.